Hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Cao Su trong chuyên mục phân tích game quen thuộc nha. Làm YouTube khá lâu nhưng mà giờ tôi mới dám tiết lộ cho anh em một bí mật, đó là tôi không có khả năng chơi game kinh dị. Đấy, cái gì rồi? Thì cũng hơi rén, thế nên là tôi sẽ thường để cho thằng Nino chơi hộ. Ấy vậy mà dạo gần đây tôi lại bất ngờ kiếm được một tựa game mà mình có thể tự mình chơi hết. Nó có tên là The Bunny Graveyard. Trò chơi này thực sự đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ui, nhìn quả đồ họa xem. Âm thanh cho đến animation, tất cả đều rất chỉnh chu so với một sản phẩm indie. Và để kiểm chứng lời tôi nói thì giờ bắt đầu thôi nào. You wanna have a bad time. Ấy khoan, trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu cho các bạn một trò chơi giải trí cực cao vừa mới được ra mắt, và đó là X-Dog. X-Dog là một tựa game thẻ bài chiến lược indie có thể mang đến trải nghiệm chơi game theo lượt 5v5, cho phép bạn vào vai của những chú chó được sáng tạo theo phong cách của những nhân vật cực kỳ nổi tiếng cả trong game và cả lịch sử, từ mấy nhân vật kiểu như là Quan Vũ, Sparta hay là cả Bạch Tuyết, cho tới các nhân vật nhìn phát biết là ai luôn. Ông lại bảo là ông không biết đây là ai đi. Cơ chế quen thuộc vẫn là mở hòm để nhận các nhân vật này, nhưng mà yên tâm là nhà phát hành sẽ cho các ông tận 999 lượt rút. Thì thề là nếu không mở được thì nhân phẩm công bị con gì đó tha rồi. Trong game có 6 class chính là đỡ đòn, chiến binh, sát thủ, pháp sư, hỗ trợ và hiệp khách, chia thành hàng trước và sau. Anh em lại bảo là game không có tí gì quen thuộc. Ví dụ như nhân vật Straw Hat King này đi. Ấy, nhìn kỹ năng xem. Ui sợ, quá được luôn. Hiện tại nếu anh em thấy đây là một tựa game hay ho thì có thể làm ngay quả nạp lần đầu để có một đống quà luôn. Hoặc là đăng nhập để nhận quà hàng ngày, cũng hơi bị giá trị đấy. Uầy, thế thì tải game ngay để còn gacha cả ngoài đời lẫn trong game thôi nào. Link thì tôi sẽ để dưới phần bình luận nhá. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính thôi. Được phát triển và phát hành bởi Pichon Game, The Bunny Graveyard là một tựa game kinh dị giải đố xuất hiện vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Trên thực tế thì bản demo của trò chơi được công bố từ hồi tháng 9 năm ngoái trên itch.io, cho thấy dù chỉ là một sản phẩm độc lập nhưng tựa game này vẫn được đầu tư rất kỹ lưỡng và chỉn chu. The Bunny Graveyard dự tính sẽ có tổng cộng 5 chapter được chia thành các DLC nhỏ như một số tựa game hiện nay vẫn làm. Và với video ngày hôm nay, nội dung sẽ là những diễn biến của chapter 1. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, game đã lập tức tạo cho chúng ta một cảm giác bí ẩn. Xuất hiện trước mắt mọi người giờ đây là một chiếc màn hình máy tính kiểu cũ, và trên đó là một biểu tượng hình con thỏ. Sau một vài lần tương tác, icon này bắt đầu di chuyển loạn xạ ở trên màn hình, và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đây. Người chơi bắt đầu điều khiển con trỏ chuột và đi lang thang giữa rừng cây tăm tối. Trong lúc còn đang mất phương hướng thì anh em sẽ bất ngờ nhận được tín hiệu từ một sinh vật lạ. Sinh vật này sẽ dẫn ta đến chỗ có một vết nứt, thứ sẽ dịch chuyển người chơi tới một chiều không gian hoàn toàn mới. Hóa ra câu chuyện lúc này mới chính thức bắt đầu. Thông qua tựa game có tên là The Bunny Garden, tỉnh dậy từ sau cú ngã, người chơi bất ngờ khi phát hiện nhân vật mà ta điều khiển lại là một bàn tay. Khoan hãy nói về chi tiết khó hiểu này. Chỉ xét đến bối cảnh thôi thì toàn bộ nơi này có vẻ giống như một khu vườn, và người chủ sở hữu của nó lại là một cô thỏ có tên là Sky. Kể từ đây, ta sẽ trải qua một ngày đầu tiên tại khu vườn đáng yêu của Sky bằng cách tận hưởng một vài hoạt động như là trồng trọt hay là tưới cây chẳng hạn. Có một điều cần phải lưu ý, dù mới là lần gặp gỡ đầu tiên nhưng ta đã được Sky giới thiệu đến tên của một loài sinh vật mà cô hay gọi là Handy Pal. Những thứ này là gì? Thực tế thì không mất quá lâu để người chơi làm quen với sinh vật này. Handy Pal về cơ bản là có ngoại hình tương đồng với nhân vật chính, khi chúng cũng chỉ xuất hiện dưới dạng những bàn tay đang bay lơ lửng. Đám này được phân biệt dựa vào số hiệu mà Sky đánh dấu cho chúng. Trong quá trình khám phá và tìm hiểu khu vườn, ta cũng sẽ gặp được một số Handy Pal cụ thể. Chẳng hạn như bàn tay đã giúp ta trồng cây ở đầu game, nó mang số 42. Ta cũng có thể chơi một vài minigame với các Handy Pal khác, như là trò kéo búa bao với số 17 chẳng hạn. Hay đặc biệt nhất thì phải kể đến sự xuất hiện của Handy Pal số 08. Nhân vật xuất hiện với một chiếc nhẫn đeo trên tay, người đóng vai trò là hướng dẫn viên của chúng ta trong khu vườn. Mọi thứ thì nghe có vẻ trực quan, nhưng thực tế thì ta không hề biết có tổng cộng bao nhiêu Handy Pal đang sống ở trong đây. Chỉ biết rằng sự tồn tại của chúng dường như là để giúp đỡ Sky trong việc chăm sóc khu vườn.
mọi thứ xem chừng vẫn còn quá yên bình nhở. Tất nhiên, phải có một lý do nào đấy thì tôi mới xếp trò chơi này vào dạng kinh dị. Câu chuyện sẽ dần dần trở nên đen tối hơn khi ta bỗng dưng chứng kiến một Hannibal nhảy xuống cánh giếng gần đó. Tò mò đi theo để xem thử, ta sẽ phát hiện ra nơi đây có hẳn một lối ra bí mật đã bị khóa, và để mở được nó, ta cần phải có lời giải. Trong ngày đầu tiên, người chơi sẽ được tham gia một số mini game đơn giản, mà sau khi hoàn thành chúng, phần thưởng mà anh em nhận được sẽ là một mảnh giấy kỳ bí. Thu thập đủ 3 mảnh giấy như vậy, ta sẽ có được đáp án câu đố. Từ đây, anh em sẽ mở ra cánh cửa để tiến sâu vào bên trong chiếc giếng. Cảm quan đầu tiên là không gian nơi này hoàn toàn tách biệt so với khu vườn ở phía trên. Còn nói chính xác hơn thì đó là một câu lạc bộ boxing được quản lý bởi một nhân vật mang cái đầu hộp, người có tên là Boxer. Cơ mà khi nhìn kỹ, cậu ta rõ ràng vẫn là một con thỏ. Boxer sau đó đã gửi lời mời chúng ta gia nhập vào một cuộc thi đấu thay đổi. Và hiển nhiên đây sẽ một thử thách khá khó nhằn. Nhiệm vụ đầu tiên của anh em là phải vượt qua 3 tay đấm cừ khôi của câu lạc bộ, rồi từ đó tiến về chiến thắng chung cuộc. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngày đầu đến đây có thể coi là kết thúc. Nhưng cũng từ đây, tại khu vực phía trên, ta còn biết thêm một vài bí mật đáng sợ khác của Sky. Đúng như mô típ quen thuộc, đừng bao giờ tin mấy con thỏ trong game kinh dị. Những gì ta nhìn thấy giờ đây sẽ là một Sky với ánh mắt khát máu và cuồng loạn. Cô ta không chần chừ và lao vào tấn công, rồi xé xác Hannibal số 8 thành nhiều mảnh. Như thể Sky đã làm chuyện đấy cả trăm lần vậy. Sang ngày thứ hai, hôm nay sẽ là một ngày mưa và Sky bắt đầu lên ý tưởng đưa cả hai đi câu. Cô ta dẫn nhân vật chính tiến vào trong rừng, rồi từ đó hướng đến nhà của thợ săn Nelson, người là một con ếch. Ngay khi vừa mới gặp, ông ta đã lập tức chĩa cây súng shotgun vào thẳng mặt của Sky. Hóa ra, Nelson đang tìm cậu con trai tên là Ben của mình, vì thằng bé đã đi vào rừng từ tối trước để tìm kiếm Sky, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thấy quay về. Thấy vậy, Sky liền trấn tĩnh Nelson rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và rủ cả ông ta cùng đi câu cá cho thư giãn đầu óc. Nelson nhận lời, và thế là cả ba bắt đầu đi câu dọc theo con sông. Tuy vậy, Sky dường như đã lên kế hoạch sẵn cho chuyện này. Cô ta dụ dỗ nhân vật chính và Nelson đi sâu vào trong vùng nước tối, nơi có vô số những con cá khổng lồ hung hãn. Lúc này, Sky mới lộ diện bản chất hắc ám của mình. Cô ta ép nhóm của Nelson và người chơi phải sinh tồn bên dưới dòng nước. Nhưng dẫu cho nhân vật chính có làm như vậy, thì sau cùng Sky vẫn nuốt lời bằng việc triệu hồi một con thủy quái và cho nó nuốt trọn con thuyền. Và vì một lý do nào đấy, nhóm nhân vật chính không chết sau sự kiện vừa rồi, mà chỉ bị trôi giạt về phía căn nhà của Nelson. Cũng tại đây, ta chạm trán với một con quái vật to lớn có ngoại hình dị hợm, và quan trọng hơn là ông Nelson đã bị nó ăn thịt. Dù đã rất cố gắng tìm cách cầm chân, nhưng sau cùng con quái vật vẫn tiếp cận được nhân vật chính. Đúng lúc ấy, bỗng có một bóng đen siêu nhanh lao đến tấn công con quái vật. Hóa ra, đó vẫn là Sky. Sau khi tiêu diệt con quái vật, cô ta bắt đầu nôn ra một thứ chất lỏng đen ngòm và kiệt sức. Tưởng rằng mọi chuyện như thế là hết, nhân vật chính liền bỏ đi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Sky đã xuất hiện trở lại và cô ta nhốt nhân vật chính xuống một tầng hầm. Tại đây, người chơi đã gặp được Ben, con trai của ông Nelson. Hóa ra cậu ta cũng bị Sky nhốt từ đêm hôm trước. Với sự giúp đỡ của nhân vật chính, cả hai đã thành công thoát khỏi tầng hầm. Ra đi bên ngoài, Ben sẽ hỏi chúng ta về số phận của cha cậu. Dù người chơi có lựa chọn nói thật hay nói dối, thì sau cùng Ben vẫn chia tay chúng ta để đường ai nấy đi. Và cứ như vậy, ngày thứ hai đến đó là kết thúc. Sang ngày thứ ba, đây cũng đồng thời là ngày cuối cùng. Nó khá ngắn. Mục tiêu của nhân vật chính là tìm cách băng qua một mê cung để từ đó có thể rời khỏi khu vườn. Trong quá trình này, người chơi cũng sẽ tái ngộ với nhân vật đầu hộp Boxer và cả Sky nữa. Cô ta giờ đây lộ diện thân phận thật là một con quái vật màu đen, cho thấy dáng vẻ con thỏ bên ngoài chỉ là vỏ bọc. Nhưng may mắn nhờ có sự giúp đỡ của Boxer, nên cuối cùng ta vẫn thoát thân thành công. Cả hai một lần nữa rơi vào trong vòng xoáy không gian giống như ở đầu game, rồi từ đó dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn khác. Nơi đây giống như một khu phố. Cậu thử gõ một căn nhà, và bước ra từ đó lại là một chú thỏ khác. Tựa game cứ thế kết thúc tại đây mà không giải thích gì thêm. Thực tế nếu đã từng chơi qua tựa game này, hẳn là anh em có rất nhiều câu hỏi khác nhau. Đầu tiên là về nhân vật chính. Chúng ta là ai? Liệu chúng ta có phải là một trong số các Hannibal hay không? Nếu để ý một chút, thân phận của chúng ta đôi khi đã được các nhân vật khác thắc mắc. Chẳng hạn như lần đầu gặp được Boxer, cậu ta nói rằng người chơi nhìn không giống các Hannibal còn lại.
Điều tương tự cũng được nhận xét từ Nelson, cho thấy các nhân vật đều nhận ra sự khác biệt của nhân vật chính. Có lẽ lý do lớn nhất tới từ màu da của chúng ta. Trong khi hầu hết các Hannibal đều có màu be giống da người, thì chúng ta lại có màu trắng và không được đánh số thứ tự. Tuy vậy, theo tôi giả thuyết, sự khác biệt nếu trên chỉ có ở thời điểm hiện tại mà thôi. Nếu tiếp xúc với Sky lâu hơn, có thể chúng ta sẽ sớm biến thành một phần trong đám Hannibal. Tại sao lại như vậy? Trong phân cảnh khi người chơi lẩn trốn khỏi nhà của Sky, nếu để ý một chút, ta sẽ thấy trên tường xuất hiện một bức vẽ. Nó mô tả rằng Sky đang tìm cách để biến đổi các Hannibal vì phiên bản gốc của họ cũng có màu trắng tương tự như nhân vật chính vậy. Tại tầng hầm của Sky, ta thấy có một chiếc bàn phẫu thuật mà tại đó cô ta dường như đã cấy ghép một loại chất lỏng đen đặc bí ẩn vào trong các Hannibal. Có lẽ chính thứ này đã khiến họ mất đi tên tuổi và thân phận của mình. Rồi từ đó, họ bị nô dịch và phải làm việc không công ở vườn cây. Thực tế thì có rất nhiều phân cảnh cho thấy các Hannibal rất sợ Sky và cô ta cũng có khả năng tiêu diệt bọn họ chỉ với một cái huyết sáo. Thế nên, có thể hiểu là các Hannibal không có năng lực để phản kháng. Bởi nếu làm như vậy, thì số phận của họ sẽ giống với Hannibal số 08, nhân vật kém may mắn đã bị Sky xé xác. Bản thân Hannibal số 08 cũng có một câu chuyện riêng và nó bắt nguồn từ khu ẩn cư nằm dưới cái giếng. Về cơ bản, nơi này chứa chấp rất nhiều các Hannibal đã chạy trốn xuống đây. Boxer, người đứng đầu nơi này luôn có một mong muốn, đó là có thể đưa tất cả mọi người thoát khỏi khu vườn. Vì lý do ấy, họ bắt đầu luyện tập chiến đấu và từ đó mới sinh ra các tay đấm mà người chơi đã được đối đầu ở trong game. Bởi rõ ràng, hình dáng ở bên ngoài của họ chỉ là lớp mascot, còn bên trong họ vẫn là các Hannibal. Bên cạnh đó, ngoài ba nhân vật mà ta đã đánh bại ra, thực tế thì còn một nhân vật thứ tư chưa từng xuất hiện. Qua lời kể của Boxer, ta biết đấy là tay đấm tốt nhất mà cậu có, nhưng người này đã mất tích một cách bí ẩn từ nhiều ngày trước. Nếu anh em dành thời gian đi khám phá xung quanh một chút, thì sẽ dễ dàng tìm thấy phòng riêng của cả bốn người này. Với nhân vật được cho là mất tích, tên thật của cậu ta là Iron Punch, tức là nắm đấm sắt. Vậy rốt cuộc thì cậu ta đã đi đâu? Từ từ đã, anh em có nhận thấy là bộ mascot của nắm đấm sắt có đeo nhẫn ở tất cả đầu ngón tay không? Ấy thế nhưng hiện tại nó đã bị thiếu một chiếc. Trong số các Hannibal ta từng gặp, chỉ riêng có số 08 là đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Và khả năng cao, thân phận thật của cậu ta chính là nắm đấm sắt. Và cái kết của nhân vật này thì anh em đã biết rồi đấy, cậu ta đã bị Sky sát hại. Bên cạnh đó, nếu anh em không để ý thì con quái vật mà chúng ta đã từng chạm trán ở khu rừng, nó thực chất là Hannibal số 10. Tuy vậy, ta lại không có bất cứ manh mối nào để giải thích cho các cá thể đặc biệt này cả. Cuối cùng, hãy nói về nhân vật trung tâm của trò chơi, Sky. Trong một phần đoạn ở cuối game, khi Boxer hội ngộ Sky, họ đã tự tiết lộ thân phận rằng cả hai là mẹ con của nhau. Bản thân Sky cũng là một cái tên giả, bởi tên của con quái vật này là Sylvie, thứ mà chỉ có Boxer mới biết. Qua chi tiết này, ta xác nhận được rằng Boxer cũng là một sinh vật hình thỏ giống như mẹ mình. Nhưng cậu ta quyết định giấu nó đi, bởi cậu không muốn bản thân trở thành bản sao độc ác như mẹ. Và đó là lý do cậu ta đã nhảy vào cánh cổng không gian xuất hiện ở cuối game. Cốt cũng là để trốn khỏi sự kiểm soát và thao túng của bà. Bởi rõ ràng, Sylvie thực chất là một con quỷ độc ác. Không như thế, bà ta còn sở hữu nhiều sức mạnh, cùng khả năng phục hồi đáng gờm. Điều này thì đã được nhân vật Ben xác nhận, khi mà cậu ta đã bắn một phát súng vào mặt của Sylvie, nhưng nó dường như không hề ấn. Vậy còn thân phận của Sky thì sao? Theo cá nhân tôi giả thuyết, trước đây Sky vẫn là một cô thỏ đáng yêu, với cuộc sống bình yên ở vườn cây của mình. Minh chứng cho điều này sẽ nằm ở một bức ảnh xuất hiện dưới nhà của Nelson, nơi mà ta thấy cả ba nhân vật chụp ảnh với nhau rất thật thiết. Nói cách khác thì Sky mới chỉ bị Sylvie chiếm đoạt thân xác gần đây thôi. Thật tội nghiệp. Sau cùng, có một chi tiết mà ta tạm thời chưa thể lý giải, đó là về nhân vật chính. Liệu chúng ta có chỉ đơn giản một bàn tay vô danh giống các Hannibal hay không? Thực ra có một manh mối nhỏ mà tôi nhận thấy, đó là vào lúc chuẩn bị cho chuyến đi câu, Sylvie có vô tình gọi chúng ta là con trỏ chuột, chứ không phải là tên riêng hay gì cả. Điều này dẫn đến một giả thuyết, có thể Sylvie là một thực thể cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nó hiểu được bản thân chỉ là một nhân vật trong game. Nói cách khác, Sylvie cũng hiểu chính xác chúng ta là ai, đó là những con người ở thế giới thực, những kẻ đang ngồi chơi tựa game này ở ngoài kia, như tôi và các bạn chẳng hạn. Rốt cuộc, nó đang mưu tính điều gì? Cùng chờ đợi câu trả lời trong các chapter sau nha.
Và ok, trên đây là toàn bộ diễn biến cũng như những phân tích của Cao Su về chi tiết bí ẩn có trong The Bunny Graveyard. Anh em cảm thấy nội dung này như thế nào? Nếu thấy hay thì hãy để lại một subscribe cho Cao Su cũng như nhấn like cho video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace!